Chào lại các bạn, bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề là nước Mỹ và phá giá đồng tiền đô. Bây giờ nếu các bạn nhìn bên tay phải đó, nếu các bạn nhìn màn hình bên tay phải á, thì các bạn thấy rằng á, năm ngày 27 tháng 8, có nghĩa là tuần thứ năm, thứ tư hay thứ tư vừa rồi á, xin lỗi thứ năm tuần vừa rồi là ngày 27 tháng 8 đấy, ông Jerome Powell là ông của Fed á, Federal Reserve có nghĩa là Central Bank, có nghĩa là nhà băng trung ương của nước Mỹ, đã nói rằng là họ trong những ngày tháng tới họ vẫn giữ phân lời là khoảng 0%, nhưng mà họ sẽ thả nổi, có nghĩa là hồi mỗi năm á thì chính phủ Mỹ hoặc là ngân hàng trung ương Mỹ họ cố gắng và giữ cái gọi là cái vấn đề inflation, có nghĩa là vấn đề lạm phát chỉ khoảng dưới 2% mà thôi. Tại sao họ muốn giữ cái lạm phát dưới 2%? Các bạn phải nhớ vậy, lạm phát rất tốt. Lạm phát để làm cho, nếu lạm phát trong một cái con số nào đó thì tốt. Tốt để làm cho mọi người, giống như là khi chúng ta có một cái người nào kích á, giống như cái gọi lạm phát là giống như liều thuốc kích thích, làm cho mọi người trong thị trường luôn luôn đi ra xài. Thì khi họ mình xài đồng tiền á, thì sẽ tạo ra công ăn việc làm. Và khi tạo ra công ăn việc làm á, thì làm cho điều gì? Mọi người trong xã hội có được đồng vô đồng ra, thì xã hội đó sẽ được thịnh vượng. Thì lạm phát trong một cái con số nào đó thì nó sẽ làm gì? Nó giúp cho nền kinh tế rất tốt. Thì nếu bây giờ các bạn đó, mình sẽ gọi là cái chạy từ từ cái chữ lên cho các đọc. Nếu các bạn có muốn dừng lại thì có thể dừng lại và đọc từ từ, hoặc có thể lên mạng và kiếm cái tin tức này trên mạng. Nó sẽ ảnh hưởng tới mọi người, không phải từ tại nước Mỹ mà không thôi. Thì Fed bây giờ họ muốn cố giữ rằng dưới 2 chấm, nhưng mà tại sao lúc này họ lại muốn tăng lên cái lạm phát? Họ chỉ nói là 2% là average, có nghĩa là 2% là mức độ lạm phát trung bình mà họ nhắm tới. Vậy có nghĩa rằng họ có thể tăng hơn nữa sao? Câu trả lời có thể, và mình nghĩ là chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Tại sao họ lại muốn tăng lạm phát hơn? Như các bạn mọi nơi cũng đã biết, bây giờ vấn đề thất nghiệp rất cao. Mỹ bây giờ thất nghiệp là khoảng hơn 10%. Còn Việt Nam các bạn thất nghiệp bao nhiêu thì thực sự mình không biết cái đó, tại vì những con số Việt Nam thì có khá ư là khá khó để kiểm chứng, để các bạn cứ tự mình kiểm chứng cho nó rõ ràng hơn. Thì con số thất nghiệp bên Mỹ bây giờ trên dưới 10%. Để mà làm cho mọi người có công ăn việc làm thì làm tốt nhất là để cho những đồng tiền gửi trong nhà băng không còn giá trị nữa. Càng gửi thì càng lỗ, càng giữ tiền thì càng mất, có nghĩa là bắt buộc mọi người phải gì? Phải lấy đồng tiền nó ra xài. Nhưng mà đây là cái các bạn phải để ý nè. Khi giá trị mọi thứ tăng lên, nếu mà chính phủ sở tại nơi đất nước đó không giúp những cái thành phần thấp nhất bên dưới, không giúp những thành phần thấp nhất dưới bên dưới. Nếu chính phủ sở tại nơi đó mà không giúp những thành phần thấp nhất bên dưới thì đất nước đó, thì những người thành phần bên dưới sẽ rất khổ. Vì vậy nếu các bạn để ý bên đây á, thì thấy bên đây những người mà đang mượn tiền nhà có thể refinance, có nghĩa là mượn lại tiền nhà với phân lời 15 năm chỉ có 2.5%, hoặc là 15 năm chỉ có 3.5% chẳng hạn. Lý do tại sao họ hạ cái phân lời thấp nó xuống như vậy, để cho mọi người có thể lấy cái đồng tiền nó ra để mà sinh hoạt, để mà đẩy cái thị trường lên. Các bạn thử nghĩ coi, nếu bây giờ chúng ta mượn nhà, mà nhà chỉ có cho chúng ta mượn có 2.5% trong vòng 15 năm, trong khi cái đồng tiền mất giá hơn 2 chấm hoặc hơn 3 chấm hoặc hơn 4 chấm, thì có khác cái nào một người nào đó cho bạn mượn tiền mà không lấy một bạn một đồng tiền lời nào không? Mà nếu mà thực sự mà đồng tiền mất giá tới 4%, 5% trong những ngày tháng tới, thì khó khác thế nào khi mình trả 2.5% mà đồng tiền mất giá tới 5%, thì có khác nào là mình đang được lợi 2.5% hay không? Thì khi mà mình được lợi như vậy thì kích thích nền kinh tế, kích thích người ta đi mượn tiền, kích thích người ta gì? Cho vay tiền, kích thích người ta gì? Đi ra ngoài kia xài tiền. Để làm gì? Để xây dựng lại, không phải về xây dựng lại nền kinh tế mà xây dựng lại, tạo ra công ăn việc làm. Cái khó nhất của một nền kinh tế kiệt quệ là công ăn việc làm, chứ không phải là tài sản bạn có bao nhiêu. Căn nhà bạn có chục tỷ không quan trọng, căn nhà bạn có chục triệu không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là gì? Là cái công ăn việc làm có được tạo ra hay không.
Nhưng mà để công ăn việc làm tạo ra thì là phải chúng ta phải tiêu dùng và tiêu xài. Và trong cái thời gian lúc này thì đa số mọi đất nước trên thế giới, mọi nơi trên thế giới, mọi người chúng ta đều gì? Đang co cụm lại, đang giữ đồng tiền và không chịu bung đồng tiền ra xài. Nói một cách khác cho dễ hiểu hơn, bây giờ bạn là một người giàu có, bạn có 100.000 đô, bạn cho mình mượn tiền, trong vòng 5 năm sau bạn mới lấy lại đồng tiền đó của mình. Nếu mà đồng tiền đó mất giá 5% mỗi năm thì 5 năm sau khi mình trả lại cái 100.000 đô đó cho bạn, dù rằng 100.000 đô đó mình trả lại cho bạn nhưng mà thực tế giá trị của 100.000 đô lúc đó chỉ có giá trị là gì? Là 75.000 mà thôi, dù rằng mình vẫn trả lại cho bạn 100.000. Hoặc là nếu bạn cho mình mượn 2% thì cứ nhân lên 2% thì có thể trả lại là bạn là 110.000, 115.000 để chăng nữa. Thì dù có 110.000 hay 115.000 thì lúc đó giá trị của 110.000, 115.000 nó chỉ có giá trị khoảng gì? Khoảng 80, 85.000 mà thôi. Thì có nghĩa gì? Những người đi mượn nợ sẽ được lợi hơn. Để làm gì? Để kích thích nền kinh tế. Cái deflation là gì? Là cái đi ngược lại lạm phát là gì? Là giảm phát. Giảm phát có nghĩa là khi con người ta co cụm lại và không mang ra tiền đi xài. Khi con người ta co cụm lại, không mang ra tiền đi xài thì không khác cái nào là kẹt xe vậy đó. Nếu các bạn thấy Việt Nam á, giống như mình đoàn người đi rất đông rồi mà ai cũng cố gắng chen lấn nhau lên. Nhưng mà khi chen lấn nhau lên lại không chịu chạy và không chịu nhường, thứ nghĩa là ai cũng giữ cái khư của mình, ai cũng giữ cái tôi của mình. À, thì khi cái tôi của mình nó cao hơn cái chung á, khi cái tôi của mình nó mạnh hơn cái chung thì lúc đó nền kinh tế thị trường sẽ càng tệ. Thì bây giờ lúc này nãy giờ mình đang nói chuyện này thì các bạn vẫn đang nhìn bên tay phải ha. Thì bên tay phải của các bạn á, thì các bạn đang thấy á, đó là năm 1914 cho tới năm 2020, tới ngày lúc này, năm 1914 tới năm 2020 ngày hôm nay, thì các bạn sẽ thấy rằng lạm phát của nước Mỹ có những năm lên tới 14%, những năm lên tới 18%, những năm lên 2%, có những năm chỉ có 1%, có những năm giảm phát 4-6%, có nghĩa giảm phát như là người ta không tiêu dùng. Làm thế nào để mà dừng lại lạm phát? Dễ lắm, khi mà chính phủ muốn dừng lại lạm phát họ chỉ tăng phân lời lên. Khi tăng phân lời lên, mượn tiền khó hơn, gửi tiền lời hơn thì mọi người sẽ bớt mượn hơn và người ta gì sẽ gửi tiền nhiều hơn, thì lúc đó thì động cái lạm phát nó sẽ dừng lại liền. Cái đó đơn giản, lạm phát giữ lại dễ hơn là giảm phát. Lúc này mọi người trên thế giới đang phải đối diện với một vấn đề rất là quan trọng, đó là giảm phát, là người dân không đi xài tiền. Và một trong những cái mà chúng ta đang nhìn thấy tại Việt Nam, các bạn, có nghĩa là công ăn việc làm ít đi, mọi sự giảm thiểu đi, nhưng mà mọi người lại mua vàng cất. Càng mua vàng cất thì càng chết, tại vì công ăn việc làm càng ít. Mai mốt, cái này thì mai mốt mình sẽ làm một cái clip riêng cho các bạn để các bạn hiểu hơn mua vàng, những đất nước mà càng mua vàng càng giữ thì càng chết là như thế nào. Thì bây giờ khi chúng ta coi cái trên màn hình đó, thì các bạn nên coi màn hình á, thì trong vòng 10 năm vừa rồi á, 10 năm vừa rồi là khoảng năm 2009, từ năm 2009 cho tới ngày hôm nay, năm 2009 tới ngày hôm nay, thì nếu chúng ta cộng lại những năm vừa rồi chia ra cho 9-10 năm á, thì các bạn thấy lạm phát bên nước Mỹ trong vòng mấy năm vừa rồi là khoảng 1.7, 1.8, 1.9%. Thì năm nay lạm phát sẽ tăng hơn không? Mình nghĩ sẽ tăng hơn, và năm tới sẽ còn tăng hơn nữa, để mà kích thích thị trường, để mà nói cách khác nữa, lạm phát càng nhiều thì cái người mượn nợ càng thích. Thì khi chúng ta mượn nợ một người khác, phân lời thấp mà lạm phát cao, thì có nghĩa rằng gì? Thì có nghĩa là chúng ta có lợi. Không khác thế nào bạn cho mình mượn 2%, lạm phát 5%, thì có nghĩa là gì? Bạn còn, khi mình mượn tiền của bạn, mình còn được lời 2.5%. Để lặp lại cho các bạn dễ hiểu, bạn cho mình mượn một đồng tiền với 2.5%, nhưng mà lạm phát 5% một năm, thì không khác thế nào mình khi mượn tiền các bạn, mình lại được lời 2.5%. Lạm phát rất tốt để tạo ra công ăn việc làm, nhưng mà rất tệ nếu chính phủ đất nước đó không giúp những người bên dưới cùng. Những người bên dưới cùng của xã hội là những người mà họ gọi là chạy ăn từng bữa đó. Thì những người họ chạy ăn từng bữa thì lúc đó họ sẽ càng khổ cực hơn nữa, càng khó khăn hơn nữa.
tùy theo mỗi chính phủ của từng đất nước. Nếu những chính phủ từng đất nước ra tay giúp những người bên dưới thì những người đó đỡ khổ và những người giàu bớt giàu đi chút xíu. Nhưng mà chính phủ của mỗi đất nước không giúp thì những người bên dưới càng khổ và những người giàu thì càng giàu. Vậy nha, một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip. Đó là những cái gì mình sẽ nghĩ trong vòng vài năm tới, khoảng một năm hay mười mấy, khoảng năm năm rưỡi tới, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ ảnh hưởng mọi người tại nước Mỹ và ngay cả những các bạn đang ở Việt Nam nữa. Còn tuần tới thì mình chắc mình gửi các bạn tới cái clip là người Việt Nam mua vàng. Người Việt Nam tại sao mua vàng? Mua vàng bao nhiêu rồi mà càng mua thì càng lỗ. Vậy nha, một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip và hy vọng những cái clip này đánh thức các bạn để coi như các bạn tìm hiểu, tìm kiến thức để trau dồi bản thân của mình và làm tốt những nơi mình đang sống. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip. Ok, bye bye các bạn luôn.